Làm minh sư không dễ. Vấn: Có phải chúng con đã là đệ tử của ngài? Sư phụ: Quý vị đã là đệ tử của tôi trước đây hả? Vấn: Trước đây, dạ, khi ngài cũng là một vị minh sư. Sư phụ: Chúng con cụ thể là ai? Cô hả? Ồ, để tôi xem. Không, xin lỗi. Nhưng một số người Đài Loan Formosa đã hai lần là đệ tử mà không thể lên xa lắm. Tôi nói lần này quý vị phải lên. Không cần là đệ tử trước đây, có lẽ là họ hàng, có lẽ bằng hữu, có lẽ phi tần khi tôi là vua hay gì đó. Có một số người như vậy. Hoặc có lẽ trước đây từng là chồng, vợ hoặc con cái. Tôi đã ở đây một thời gian rất lâu. Tôi già rồi. Có rất nhiều thân nhân, bằng hữu và phi tần, chồng hoặc vợ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 500. Tôi có lẽ có 5.000, 500.000 trước đây. Tùy vào diện tích của quốc gia đó, và cộng chung hết lại thì rất là nhiều. Và từ đó chúng ta có thêm nhiều họ hàng thân thích hoặc con cái. Ồ, rất nhiều, rất nhiều. Gia đình tôi lớn, lớn lắm. Có lẽ cô là một trong những thân nhân của tôi trước đây, em gái hoặc gì đó. Có lẽ bởi vậy mà tôi thấy món ăn của cô ngon, quen thuộc rồi. Thói quen, quen như vậy rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô. Không cần tìm kiếm quá khứ. Hiện tại là đủ tốt rồi. Nói quý vị biết, ngay cả đời hiện tại của tôi đây, tôi đã bận rộn lắm rồi. Như thế nào? Chỉ là ngẫu nhiên. Tình cờ là đôi khi tôi cần biết, cần phải biết đời quá khứ hoặc thấy tiền kiếp, bằng không, tôi không quan tâm. Tôi thật sự không quan tâm. Chỉ là đôi khi nó xuất hiện trong thể nghiệm, hoặc khi có người nào báo cáo với tôi thì tôi biết được, bằng không, tôi không bận tâm. Hoặc người nào đó hỏi tôi một câu hỏi rằng tôi có liên hệ gì với quốc gia của họ hay không, thì nó hiển lộ. Chứ tôi không để ý đến. Quá nhiều kiếp sống và quá nhiều công việc. Nếu nhớ hết những điều đó thì không có thời gian để ngồi thiền, ăn, ngủ, đi tìm minh sư, niệm chú, đi bộ, ngủ, ăn, không gì hết. Vẫn còn chưa đủ để xem tất cả hồ sơ, thư viện vũ trụ về các kiếp sống của mình trên địa cầu. Hoặc ngay cả trên các tinh cầu khác trong thiên hà của chúng ta. Nhiều lắm, vô cùng nhiều. Nhưng bất cứ ai đến tôi nghĩ đều có nhân duyên nào đó, hoặc là người quen, đệ tử, hoặc thân nhân, bằng hữu. Kẻ thù cũng rất nhiều và đa số ở quanh quẩn gần bên để gây rắc rối. Đó là cái giá. Tôi không trách họ, chỉ là đôi khi rất khó khăn để làm việc với họ. Họ gây trở ngại rất nhiều. Giống như quý vị muốn cứu hai, ba người cùng một lúc ra khỏi nước, và rồi một trong số họ cứ bám vào cổ quý vị hoặc bám vào cánh tay quý vị, cứ không chịu buông ra và thật khó khăn để đưa tất cả họ lên bờ. Cứu nhiều người đã khó khăn lắm rồi mà họ còn bám vào cánh tay hoặc cắn vào tay hoặc vòng tay quanh cổ mình nữa, đại khái vậy. Ví dụ đó có rõ ràng không? Vậy nên làm minh sư không phải dễ. Trong trường hợp quý vị muốn làm minh sư thì hãy chuẩn bị. Sống trong gia đình đã có đủ rắc rối rồi, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Với tâm trạng và cảm xúc và đủ loại xung đột cá tánh trong nhà rồi. Và nếu trở thành minh sư, quý vị có một gia đình lớn hơn và nhiều ngã chấp hơn vây quanh, nhiều xung đột hơn, khó khăn. Có thể làm được chỉ là đôi khi rất ngột ngạt và kiệt sức. Giống như quý vị muốn lên dốc và cùng lúc người ta lăn đá xuống đường đi của quý vị. Nó như thế đó. Về mặt vật chất mà nói rất khó khăn, nhưng về mặt tinh thần, tâm linh và cảm xúc mà nói còn khó hơn để chứng minh nữa. Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Đài Loan Formosa. Thành Cát Tư Hãn.
Có người nghĩ rằng tôi là vua của họ hồi xưa, Thành Cát Tư Hãn. Vì tôi làm gì đó giờ họ nghĩ đó là người Mông Cổ. Chắc là vậy. Tôi đâu có biết điều đó. Tôi không biết. Ý nói tôi không có ý thức. Đây là loại truyền thống của Mông Cổ. Tôi chỉ làm như thế và họ tin tưởng chắc chắn. Thành Cát Tư Hãn. Phải. Si Khan. Bả có thể. Dấn. Thành Cát Tư Hãn rất tàn nhẫn phải không ạ? Sư phụ. Không, không. Dấn. Không ạ, ông có phải là Minh Quân không? Sư phụ. Không tàn nhẫn. Dĩ nhiên trong thời kỳ thống nhất có những người bị tổn thương, những cá nhân, gia đình và trong lúc xung đột. Nhưng ông không cố ý làm vậy. Dấn. Ông không tệ như thế ạ. Sư phụ. Không. Ông muốn thống nhất tất cả dân tộc, nhưng không có gì tồn tại mãi mãi. Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 10 tháng 8 năm 2015 tại Pháp Quốc. Tôi luôn ở đó cho quý vị. May mắn là tôi vẫn còn sống vì lực lượng phủ định đã đặt nhiều bẫy ở nhiều nơi khác nhau để tôi rơi vào. Những bẫy chết người. Và đôi khi tôi vô tình đi vào đó nhưng không hiểu sao những bẫy này đổi hướng tránh tôi. Đó là những gì các thiên đàng nói với tôi. Các thiên đàng cao đẳng nói với tôi. Các vị thiên đế Iosku cho tôi biết. Nó đã chuyển hướng tránh ngài. Nó đã chuyển hướng tránh ngài. Ít nhất là 2 lần. Và lần này thì tôi chỉ tránh thôi. Tôi kiểm tra trước khi đi. Thành ra hôm nay tôi không thể gặp quý vị. Có một số chướng ngại trên đường. Ít nhất là tôi còn đây. Và rồi chúng ta có thể có cơ hội để gặp nhau vào những dịp khác. Cho dù không gặp nhau, chúng ta luôn ở bên nhau, quý vị biết điều đó mà. Quý vị biết là có thể thấy tôi trong nhà quý vị nếu tỉnh thức. Tôi xin lỗi. Đôi khi tôi đến nhưng quý vị buồn ngủ. Quý vị không ở đó để đón tiếp tôi. Và rồi khi thức dậy, quý vị nói, Sư phụ, ngài chưa bao giờ đến nhà con. Tôi luôn luôn ở đó với quý vị. Đôi khi quý vị quá bận với những chuyện khác, hoặc có lẽ tin vào các thực thể khác và quên tôi. Vì vậy tôi phải đứng trong một góc và chờ, tới khi được mời. Tôi không thể cứ đi vào mà chưa được mời. Mình phải lịch sự, không phải sao? Được rồi, không quan trọng. Quý vị biết tôi luôn luôn ở đó cho quý vị, với quý vị và thương quý vị. Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại Đài Loan Formosa. Tôi phải đóng một số cửa. Dấn, thưa sư phụ, ngài đang ở một đẳng cấp tâm linh cao như vậy, ngoài tầm hiểu biết của chúng con, chắc là rất khó cho sư phụ để ở lại và hoạt động trong cõi giới vật chất này. Bây giờ sư phụ cảm thấy ra sao? Khi sống trong cõi giới vật chất, làm sao sư phụ có thể ở lại đây? Sư phụ, như đã đề cập lúc nãy, tôi cũng đang phấn đấu, nhưng phải giải quyết nó, mặt khác sẽ không hoạt động được. Nhưng đôi khi cũng khó cho tôi hoạt động. Như khi tôi nắm đồ vật trong tay, kể quý vị rồi, nó cứ rơi ra, như thể năng lượng của tôi khác với năng lượng của tay tôi. Nhưng tôi phải đóng một số cửa để có thể tiếp tục sống ở đây. Tôi phải tập trung vào con người, vào sự đau khổ của động vật, của tất cả những gì đau đớn và buồn khổ cho các chúng sinh ở đây, hầu đồng nhất bản thân tôi với họ và không quên giúp đỡ họ. Nếu tôi tập trung vào mặt kia, thấy đây chỉ toàn là ảo tưởng. Và tôi biết điều này rất rõ ràng, như quý vị nhìn gương biết đó là khuôn mặt của mình, mà không phải là mặt của mình. Giống như quý vị nhìn vào gương, trông giống quý vị, nhưng quý vị biết chỉ là sự phản chiếu từ tấm gương. Quý vị vừa rời đi thì không có gì trong gương nữa. Tương tự như vậy, với tình trạng của người khai ngộ, biết tất cả là ảo tưởng, nhưng phải ở lại để giúp đỡ, bởi vì đó là lý do mà mình ở đây.
thành ra phải xuống trần. Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. Tôi đóng bản thân tôi, đóng một số cửa, đóng một số kiến thức, đóng một số hiểu biết sâu sắc, hầu tôi có thể tiếp tục sống như một con người. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Làm minh sư không dễ. Vấn: Thưa sư phụ, con nhớ dạo trước tại kỳ bế quan ở SMC, sư phụ nói đại khái như đẳng cấp của sư phụ cao đến nỗi ma dương không thể chạm vào ngài, mà chỉ qua những đệ tử hoặc các thị giả bên cạnh gây rắc rối cho sư phụ. Nhưng bây giờ dường như ma dương có thể quấy rầy sư phụ bế quan và thiền, gây khó khăn cho sư phụ. Hoặc có phải y luôn luôn như vậy hay chỉ gần đây ạ? Sư phụ: gần đây hơn. Vâng, nếu vậy bây giờ đã xảy ra chuyện gì mà ma dương có thể quấy rầy sư phụ bế quan? Sư phụ: tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì tôi càng có nhiều đệ tử, đôi khi họ có nghiệp nặng khác nhau. Gần đây chúng ta có rất nhiều, ngày càng nhiều đồng tu, nhiều hơn bao giờ hết. Trước đây chưa bao giờ có con số lớn như 400, 700, đại khái vậy, 800, và bây giờ đó là chuyện thường, hiểu chứ? Và đa số người gọi là đệ tử, họ đến từ cái gọi là những vùng tâm thức thấp hơn của thế giới, và họ vẫn còn tiếp xúc hoặc thờ một số thổ địa hoặc ma quỷ trong môi trường địa phương của họ để chữa lành bệnh hoặc cầu xin ân huệ, đại khái vậy. Cho nên khi họ đến, họ đầy rác rến, và thậm chí sau khi tọa tâm ấn, nếu họ không hành thiền tinh tấn, họ chỉ đến và chỉ muốn được ân huệ, sức khỏe tốt hay lợi ích hoặc gì đó, thì loại ma quỷ này và các bạn ma quỷ cũ của họ hoặc ma hoặc yêu tinh sở tại vẫn có thể gây rắc rối cho họ. Và sau đó sư phụ phải khổ sở để lo liệu mấy việc này hoài. Bởi vì đây là những vùng tâm thức thấp của thế giới. Tâm thức của họ đã thấp và họ bị đè nặng bởi tất cả từ trường yêu ma vô hình này rồi, thì thật khó để giải quyết nhanh. Và sau đó sư phụ đôi khi phải gánh chịu những hậu quả này. Vậy nên ma dương sẽ lợi dụng loại thời gian suy yếu này để đến gây rắc rối cho sư phụ. Như mái nhà bị dột, điều đó cũng liên quan đến một câu hỏi khác. Quý vị hỏi tại sao tôi không thể kể cho quý vị nghe điều gì mới về những cõi mới mà tôi đã đến và đi qua. Đó là vì tôi không thể kể cho quý vị nghe tất cả. Nhiều điều tôi muốn kể, nhưng thứ nhất, quý vị không cần biết. Thứ nhì, đó là ma dương nghe được và rồi sẽ gây rắc rối. Thậm chí chỉ gần đây, vài tháng trước. Trong vài tháng nay, tôi chỉ tiết lộ một chút chi tiết về tiến trình liên quan đến hòa bình. Thế là Ma Dương nói, từ nay trở đi, điều đó sẽ khiến tôi bị mất 10% sự bình an của riêng tôi. Từ đó, bởi vì điều đó, nên có một lần, và rồi thậm chí chỉ gần đây, bởi vì phải trả cái giá gì đó, thấy không? Chúng có thể quấy rầy bình an của tôi. May mắn là chúng sẽ không quấy rầy hòa bình thế giới, và như vậy tôi không màng nhé. Miễn là hòa bình thế giới không bị xáo trộn hoặc giảm bớt, thì tôi không bận tâm. Vì tôi tiết lộ một số thông tin cho quý vị, và rồi dĩ nhiên thiên hạ cũng biết hòa bình thế giới diễn ra thế nào. Cho dù tôi không dự định trước sẽ tiết lộ một vài điều đó, chỉ một phần rất nhỏ, thậm chí không phải trực tiếp, hoặc thậm chí không phải lớn lao, không phải toàn bộ, và nó vẫn khiến tôi mất 10% sự an bình. Đó là một trong những lý do tại sao Ma Dương cũng có thể quấy rầy tôi, ngoài việc có rất nhiều đệ tử đến cùng một lúc, cùng một lần. Chúng thậm chí có thể quấy rầy tôi trực tiếp, không cần qua thị giả hoặc đệ tử nào, vào ngày hôm đó.
Chúng thậm chí gửi trực tiếp sự quấy rầy đến tôi qua một thực thể gọi là... Y thậm chí có một cái tên. Y có một tước hiệu gọi là kẻ đe dọa sự bình an. Có nghĩa là mình hoảng sợ, là mình sợ hãi. Nên tên của Y, tước hiệu của Y được gọi là kẻ đe dọa sự bình an. Thậm chí có tước hiệu. Trời ơi! Và thực thể đó biến hóa ra lực lượng làm lay động dây xích khóa trên cửa của tôi. Như thể có người tìm cách bẻ gãy dây xích và phá dây xích tìm cách đột nhập vào trong. Và Y kêu rống bên ngoài cửa như sư tử, như tiếng của nhiều sư tử gầm vậy. Không thể hiểu được những gì Y nói, chỉ là tiếng gầm. Giống như thế đó, hiểu không? Nhưng lớn hơn, mạnh hơn, như loa phóng thanh. Và rồi Y không thể vào nhà, vì vậy Y gửi như một từ trường ngột ngạt. Từ trường đen tối ngột ngạt xuyên qua cửa của tôi, và như để tìm cách ghìm thân thể tôi xuống. Cảm thấy như thế, như thân thể, như người nào đó ghìm cái gì xuống. Cả màn kịch chỉ khoảng 1 phút rưỡi, nhưng đáng sợ, hơi đáng sợ. Và tôi chỉ ngồi yên trên ghế nơi tôi làm việc, chờ Y đến để đối mặt với Y, để đấu thẳng với Y. Nhưng Y biến mất nhanh như khi Y đến, nhờ một số can thiệp bởi áp lực từ những vị thiên đế Aosku bảo hộ. Rồi tôi cảm thấy tự do trở lại. Tôi không sợ chuyện đó, nhưng tôi cũng cần cảm thấy an lành để làm công việc của mình. Ma Dương đe dọa lấy đi ít nhất 10% sự an bình cá nhân tôi. Không chỉ là Y phái một số cái gọi là kẻ đe dọa hòa bình để gây rắc rối cho tôi, mà Y cũng gây nhiều loại rắc rối khác. Đủ thứ chuyện lớn nhỏ và làm cho chó của tôi bị bệnh. Nhiều chú cùng một lúc để tôi thật sự làm đầu tôi phải thật sự lo cuống cuồng để sắp xếp mấy việc đó. Bởi vì tất cả chó phải được chia ra vào những phòng khác nhau, cách xa mấy chó khỏe mạnh, vân vân. Cần làm rất nhiều việc nhức đầu. Y thật sự hành hạ tôi nặng nề. Tôi vẫn phải làm việc bình thường và không có thời gian để ăn, không có thời gian để ngủ, mà phải làm đủ mọi việc như thế. Thật sự không ngừng nghỉ. Nên 10% sự bình an của tôi đã là rất nhiều rồi. Ngoài nhiều thứ khác mà Ma Dương gây ra, không phải chỉ 10% bình an mà thôi. Nên Y rất đáng ghét. Tôi không trách nếu có ai ghét Y. Tôi kể quý vị những gì có thể và kể cho quý vị mỗi khi bất cứ gì quý vị cần. Hiểu không? Không phải lúc nào cũng cần phải biết. Dù sao những gì tôi kể quý vị nghe là rất ít, giống như một nhúm muối so với toàn bộ số lượng muối được tạo ra trên quả địa cầu. Làm minh sư không phải dễ, quý vị không biết đâu. Tôi cũng không có thời gian để kể quý vị nghe tất cả về chuyện đó. Dù sao quý vị không cần biết, không cần. Không vui chút nào, hoặc dễ chịu, hoặc có kết cục tốt, hoặc may mắn và đại khái vậy. Nếu tôi không có đệ tử, không ai có thể chạm vào tôi, ngay cả Thượng Đế Toàn Năng. Đây là ý tôi. Khi nói không ai có thể chạm vào tôi, không ma nào có thể chạm vào tôi. Nhưng vì đệ tử, nên chúng có thể. Luôn luôn có đệ tử mới và những người vào tu học, không phải lúc nào cũng thiền tốt. Họ không thiền, không phải tất cả đều thiền tốt. Họ vào chỉ để cầu xin đủ thứ, chữa lành bệnh hay gì đó, cầu may mắn, đại khái vậy. Thành ra, khi Melarepa tu học với ngài Marepa, và trước khi ông rời xa, vị thầy của mình, Marepa bảo ông, đừng bận tâm đi cứu người. Hầu hết họ chỉ cầu xin những việc thế tục. Hãy lên núi đâu đó và thiền định, tu hành để tự giải thoát. Như vậy là đủ tốt rồi. Đừng bận tâm với bất kỳ người nào. Đó là vì sao Milarepa có rất ít đệ tử hoặc không có đệ tử. Có lẽ chỉ có tín đồ. Ông hầu hết chỉ là ẩn mình trong các hang động trên núi và thậm chí không có thức ăn, không đồ cúng dường, không gì cả. Ông chỉ ăn một ít cỏ cây để sinh tồn, một ít rau cỏ mọc được
tại một vùng như ở Hy Mã Lạp Sơn. Chỉ ăn để sinh tồn, và rồi ông trở thành, trông ông xanh xao và mọc lông xanh giống như lá cây ông ăn, cây tầm ma. Tôi nghĩ cây tầm ma. Cây tầm ma, phải, bởi vì loại cây này có lông xanh mọc chung quanh lá. Vì vậy, ông ăn rất nhiều. Đó là thứ duy nhất ông có thể tìm thấy ở nơi đó, gần đó. Tôi đoán vậy, và nó dễ tìm thấy trên ngọn núi lạnh như cây tạng. Đó có lẽ là cây duy nhất mà ông có thể tìm thấy, hoặc thứ nào khác tương tự. Vì vậy, ông mọc lông xanh khắp thân thể, và tóc ông cũng trở thành xanh. Và khi vài người thấy ông trong hang động, họ sợ hãi. Và họ hỏi, ông có phải... Về sau họ trở lại gặp lần nữa, và trông ông bình thường, nhưng trông tái xanh, và mọc lông xanh. Ông là người thật hay là ma? Và ông nói, tôi là người thật, nhớ không? Nếu quý vị đọc những chuyện đó, tôi đã đọc lâu lắm rồi. Tôi không biết, 40 năm, nửa thế kỷ trước, trời ơi, thời gian trôi nhanh quá. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 19 tháng 12 năm 2018.